chào cả nhà đã trở lại với kênh YouTube của Trai Cà Mau nha. Hôm nay Nguyên sẽ làm một cái món ăn rất là độc lạ luôn của quý vị. Đó chính là mì nấu trong trái dừa nha cô chú anh chị. Bây giờ Nguyên sẽ bẻ ba trái dừa để ba chị cháu Nguyên ăn nha. Dừa vừa ăn luôn cô chú anh chị. Bây giờ đậu trái quá trời luôn. Một trái. Mấy trái ở dưới, cái dưới này trước là để nó vừa ăn nha cô chú chị. Mấy trái trên nó hơi non, tại mấy trái ở dưới là nó ra trước, nó để ra trước. Hồi xưa bẻ dừa là phải leo tút 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 cái trên kia, còn bây giờ thì bẻ dừa thì chỉ cần đứng thôi, rồi quải thôi. Lúc Nguyên khoảng mười mấy tuổi là phải leo dừa, leo tút 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 trên kia nha, cái tuột xuống là ta nói da bụng da gì nó tróc hết rồi cô chú chị. Đó ba trái, đó ba trái nha cô chú chị. Bây giờ Nguyên sẽ đi chế biến dừa, lấy lộn mì luộc dừa nha cô chú chị. Quá trời luôn. Nguyên ơi, nói giờ con có ăn mì mà nấu trong dừa này chưa? Cả nhà đây chính là của mì Hảo Hảo nha. Mình không có quảng cáo cho Hảo Hảo, mà bây giờ mình sẽ thử thách là mình sẽ đun lấy lửa đốt cái dừa này cả nhà, cho nóng thật nóng cho mình bỏ mì vô mình ăn luôn nha. Mình thử coi cảm giác nó sao. Cái Nguyên thấy nó lạ lạ đó, tự nhiên cái Nguyên chợt suy nghĩ được ý tưởng đó đó cả nhà. Không biết là đó giờ có hay ăn chưa mà không biết, nhưng mà Nguyên mới nghĩ được ý tưởng đó. Bây giờ Nguyên sẽ chặt cái dừa này ra. Dừa cái này nó như cái nắp vậy cả nhà, để Nguyên đậy lại. Nhìn chặt dừa là biết văn chuyên nghiệp ha. Theo Vi. Dạ. Đó thì con ăn cái này chưa? Dạ. Đúng không? Ăn thử nha. Chưa mình không biết. Mình chặt cái này mỏng lại cho nó nhanh chín nha cả nhà, chứ để nó dày lâu chín lắm, tại vừa nó dày lắm, đốt nó lâu sôi. Rồi, vậy là xong nha cô chú anh chị. Bây giờ Nguyên sẽ dạt cái mỏ ra để mà lát nữa nó sôi lên á, cái mình bỏ mì vô. Bỏ nó đi con. Giờ Vũ sẽ về dạt mỏ ra nè. Ý, heo lì. Để nó cha nè. Uống miếng đi. Uống dừa không? Uống dừa không? Lại nè cha. Lại cha nè. Ừ, lại hỏi cha nè, qua đây. Nghe nó quậy quá cả nhà. Qua đây nè hỏi cha nè. Qua đây hỏi cha nè. Đó, lát cho con uống dừa chịu không? Lát cho con uống dừa nha. Hôn cha miếng đây cho con dừa, hôn cha miếng. Trời ơi giỏi quá. Ừ, lát con chỉ làm dừa cho con uống nha. Chặt phải không? Ừ, nè, ngồi với cái ba đây rồi, chờ cha chặt. Qua đây nè. Ừ, cho chặt nè. Rồi cho chặt cái đổ nước dừa ra đây trước nè, để ngồi nữa mình bỏ mì vô. Nha, cho chặt nha. Đó. Dừa nước không á nha ơi, chứ dừa quá trời nước luôn. Ướp nha. Đó, đổ nước đây. Rồi mình sẽ bỏ cái này ở đây vào đây. Bỏ lấy cũng như chan vậy luôn. Lấy cái trái dừa luôn đi vô. Đó. À. Để con cho cháu nào, cầm cháu đi. Cầm theo đi. Cầm nắp đi. Thấy còn sạch. Cầm. Ừ, nước quá. Ba trái này vừa đủ 1 ca luôn á cô chú anh chị. Lần đầu tiên ăn kiểu này luôn.
không biết sao đây. Đó. Ừ. 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 Có miếng cháo nè. Thêm miếng cháo nha. Nè. Vừa đủ luôn cô chú chị ơi. Rồi đó, bây giờ Nguyên sẽ bắt bếp lên xong cái Nguyên nấu nước sôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ dừa lên đây nha cô chú chị. Đó, bỏ lên đây xong rồi mình đốt nha. Đó, quá im. Rồi bây giờ Nguyên sẽ đổ cái nước dừa đây, cái ca nước dừa của chú anh chị. Nguyên sẽ đổ vô đây nha. Nguyên sẽ đổ lại, đổ ngược lại. Đó. Đổ lưng lửng thôi, đừng đầy như nãy nha cô chú anh chị. Đó. Rồi bây giờ Nguyên sẽ đậy lại nha cô chú anh chị. Nguyên đậy cái nắp lại cho nó nhanh sôi á cô chú anh chị. Cho nó kín lại cho nó nhanh sôi xíu. Rồi bây giờ Nguyên sẽ đốt lửa. Bỏ củi vô nè. Bỏ củi vô đốt lửa. Đó. Rồi Nguyên bật kho lên là cháy liền luôn cô chú anh chị. Nhanh dữ chuyện á. Này là lần đầu tiên trong đời của Nguyên ăn luôn cô chú chị, không biết có sao nữa. Đó cả nhà, bây giờ thì lửa đã cháy rồi cô chú chị. Trái dừa này cũng hơi xám xám này nè cô chú anh chị. Đó. Đó, hồi nó nóng nó sẽ sôi lên và Nguyên sẽ bỏ mì vô cô chú anh chị. Cái này là lần đầu tiên Nguyên tự chế luôn nha. Không biết có ăn được hay không nha. Đã không? Đã không Vy? Đã. Đó giờ có đâu ăn món này đâu không? Chưa. Đầu tiên phải không? Đó cô chú anh chị, bây giờ thì trái dừa nó đã đổi màu rồi cô chú anh chị. Nó gần sôi cô chú anh chị ơi. Rồi bây giờ nước nó cũng đã gần sôi cô chú anh chị, Nguyên sẽ bỏ mì vô trước nha. Đó. Heo nó quậy quá. Đó bây giờ mì thì Nguyên sẽ bẻ làm hai. Nguyên sẽ nhắc vô từ từ nha cô chú anh chị. Nó hơi bự. Nóng. Đó. Ừ, ngon quá. Ừ. Ăn mì sống ngon khác à. Ừ. Có đứa nó đói bụng rồi cô chú anh chị. Quá ngon luôn. Lao 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 kỳ ghê, mới nãy nó trắng tươi vợ đen thui à. Nguyên xin mời cả nhà nha, bây giờ Nguyên sẽ dùng thử cái món mà Nguyên vừa tự chế, đó chính là mì nấu trong trái dừa cô chú anh chị. Thì
nguyên bỏ cái ngò rai này lên là để trang trí thôi, còn mấy đứa nó muốn ăn thì tự ngắt bỏ vô nha cô chú anh chị. Đó, ai ăn thì ngắt bỏ vô nha. Ai ăn ngắt bỏ vô, trộn vô có lá khế được đó. Ăn thử mấy đứa coi coi sao không mấy đứa. Lá khế nè, lá khế của chú chị Nguyên nhét bỏ vô, tại Nguyên ăn rau nhiều lắm. Trái dừa không ngắt luôn rồi nè chú. Trái dừa không? Cắt cái dừa ra đó. Có cháu vừa ăn luôn của chú chị đó. Đá vậy? Ừ. Ngọt không? Nhưng mà con lùm đẹp. Thích quay chứ gì? Cho em ăn đó. Được cái là nó rất là ngọt luôn của chú chị. Ngọt. Nguyên sẽ thêm một miếng muối này nữa, tại nó hơi ngọt, tại nước dừa ngọt quá. Cho con xem miếng không? Miếng nè, đây là bột niêm. Được miếng không? Rồi. Cậu này ăn ngon lắm rồi, mình cho nó chê rồi. Cậu ngồi gai. Rồi, ba dân cháu Nguyên xin mời cô chú anh chị nha. Con đầu tiên ăn quá gì? Ừ. Ngon quá. Nở ra hết cô chú anh chị. Ngọt ghê á. Cái này có ống hút nè đã à. Thiệt á, ngọt thiệt á. Vừa ăn vừa hút luôn. Là Huế à. Uống nước này luôn. Lấy gì uống? Hấp. Uống được. Cầm lên không đem uống tay. Ngon quá. Rất là ngọt luôn cô chú anh chị. Quên nữa. Đây. Nước tương. Đúng rồi. Nãy giờ quên. Không, con sợ nước tương nào tại nó ngọt quá. Uống chịt. Không biết sợ đâu. Không không? Ăn đi con. Cái gì mắc cỡ vậy? Đi khác nước hả? Nãy giờ ngọt khát nước quá. Nóng. Ngon không? Cậu không lâu. Sớt luôn. Sớt luôn. Ngọt sớt luôn hả? Ngọt thiệt. Ngon gì ăn dữ vậy? Ngon. Cái này có con tôm nữa ngon nha. Sáng mà nãy quên xịt tôm trời. Đúng rồi, nhà mình có tôm mình quên bỏ tôm luôn cô chú anh chị. Nhưng mà gì gì dở lên cho cô chú thấy xem gì. Ngon quá. Út ơi. Hả? Người dùng quá. Phải chọn. Đây có cả nước luôn đây. Có tiểu nhị luôn, tiểu đệ luôn. Tiểu đệ đang quay phim. Ngọt gì đâu á. Ngọt dữ lắm đúng không? Dạ. Nhưng mà mốt mình không nấu cái này cực nữa. Rồi mình chặt nước dừa mình đổ thẳng vô xong nấu luôn nhanh hơn. Dạ. Đúng không? Tại mình nấu kiểu này là cho cô chú anh chị xem thử rồi. Dữ dằn à. Ngon quá chứ gì à. Giờ cái nước nó ngon quá. Ê, có múc kìa. Múc hút em à. Đúng rồi. Ồ đã. Nóng cho nóng. Đã. Không có nóng ấm ấm à. Nóng nóng ngọt ngọt sao á. Ăn đã. Thêm muối trời luôn. Không có chút gì à. Thả nước mì đảo. Nóng
ngon rồi á. Mấy sợi mì mà nó bị bể rồi của chị hút lên hết trơn luôn. Ngon quá. Hút chặt cháo dừa ăn luôn. Ừ. Hút chung cháo quá, ngon lắm, cháo dừa. Nó hút mấy cái mì kia lên hết luôn á. Thiệt không? Ừ. Đừng hút, đừng kể sâu á. Ấy cặp mé trên mì anh hút lên hết luôn mấy dụng á. Đúng không? Ừ. Lên hết luôn á. À quá ngon. Không biết uống nước bậy ta. Dạ. Hả? Ngọt lắm. Ngọt uống nước ra hết ngọt hả? Quá ngon của chú chị ơi. À, cô chú chị ơi, clip của ba dân cháu vừa đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cả nhà thấy hay á, hãy cho ba dân cháu một cái subscribe đăng ký nha. Đã. Tắt chưa?